Mẹ ơi, con có biết nấu ăn mà tuần sau ra mắt nhà chồng rồi. Nấu món gì để ghi điểm đây? Khó quá đi. À này khó à nha. Yên tâm, cầm nguyên liệu để mẹ chỉ con làm món đùi gà siêu to, không cần nhai mà đậm đà, da giòn rơm rớp. Mẹ chồng khó đến mấy thì cũng chinh phục được hết. Con chuẩn bị đùi gà tươi lột da, cho vào nồi nước luộc chín, một tí muối cho dễ tách thịt. Con bằm nhuyễn như hạt lựu. 3 củ khoai tây con hấp chín, con nghiền nát mịn rồi trộn đều. Thêm 1 muỗng cà phê bột cà ri, 1 muỗng cà phê bột tỏi, 2 muỗng canh phô mai kéo sợi, 1 muỗng cà phê hạt nêm rồi trộn đều. Lấy vừa bàn tay rồi để xương vào và ấn thành hình tròn. Lăn qua một lớp lòng đỏ trứng, lăn qua một lớp bột chiên xù, rồi lăn thêm một lớp lòng đỏ trứng, lăn thêm một lớp bột chiên xù nữa. Để ghi điểm tinh tế tuyệt đối thì con chọn dầu ăn Meizan Gold, kết hợp hoàn hảo từ 3 loại dầu: đậu nành, hướng dương và ô liu, để tốt sức khỏe cả nhà và với khả năng chịu nhiệt cao, giảm nguy cơ cháy khét, cho món chiên giòn ngon khó cưỡng luôn. Khi con chiên chín một bên thì con lăn qua bên còn lại, chiên khoảng 15 phút, đến khi da ngả màu vàng nâu thì con vớt ra, trang trí ra dĩa trên rau xà lách. Con chấm với tương cà, tương ớt tùy ý. Bên trong chín mềm, bên ngoài giòn như ở tiệm. Giòn quá mẹ ơi. Ngoài giòn tan, trong mềm thơm của thịt gà. Mẹ đảm bảo lên bàn ăn, cả gia đình chồng đều ấn tượng với con mãi mãi luôn. Giờ tự tin ra mắt chưa? Nhớ thủ theo chai dầu ăn Meizan Gold. Chiên là giòn, ngon khó cưỡng. Các con dâu tin mẹ đi, món này khó đó nhưng mà là khó cưỡng. Ăn thử đi con.